Hello, chào nhà mình. Chào các bạn. Ok, nhà mình có ai lên đây chưa? Nhà mình ai lên đây rồi, nhà mình like share video này nhé. Thả tim mà nói xin chào nè. Nhà mình ai lên đây rồi thì hãy thả tim mà nói xin chào. Chào mừng các bạn đến với cái buổi live stream vào Chủ nhật hàng tuần vào 8 giờ tối. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào, nhà mình lên đây rồi, nhà mình chào nhau một cái nào. Có ai ở đây chưa? Rồi, xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái live stream này với cái chủ đề đó là tôi sẽ chia sẻ với bạn, đó là cái chủ đề gọi là công cụ 8P trong cái hoạch định các cái chiến lược cạnh tranh. Nếu ai chưa biết gì về chiến lược thì có thể bắt đầu từ đây, nó sẽ rất là đơn giản. Chúng ta chưa biết gì về marketing thì cũng có thể bắt đầu từ đây, nó sẽ rất là đơn giản. Chào, chào Lê, Thủy Lam Hồng, ok, xin chào nhà mình. Nhà mình lên đây rồi, đúng rồi, nhà mình lên đây, nhà mình nói xin chào đi nào. Nhà mình nói xin chào đi nào. Rồi, cảm ơn nhà mình rất nhiều. Nhà mình đã ăn tối chưa? Rồi, xin chào. Nhà mình hôm nay chủ đề hôm nay về cái công cụ nhé, 8P trong cái hoạch định cái chiến lược cạnh tranh. Nếu ai chưa biết gì về chiến lược, về kinh doanh hay về marketing thì các bạn có thể bắt đầu từ đây, nó sẽ rất là đơn giản. Và nếu nhà mình thích cái chủ đề này thì nhà mình hãy thả tim nào, hãy like và hãy thả tim nào. Và hãy share về tường của mình để thỉnh thoảng xem lại nhé. Buổi tối hôm nay sẽ rất là tuyệt vời. Một trong những công cụ để hoạch định các chiến lược kinh doanh, để hoạch định chiến lược, để cạnh tranh, đó là công cụ 8P marketing. Và 8P này này, để hoạch định chiến lược cạnh tranh và chiến lược marketing. Rồi, nó rất là đơn giản. Nhà mình hãy vào đây rồi, nhà mình hãy comment cái chủ đề. Nếu mà nhà mình đã nghe rõ, nhìn rõ rồi, nhà mình hãy ấn số 1 nào, để tôi biết được nào. Chào Đặng Danh Phong này, chào Khánh Hy. Rồi, ok, nhà mình comment số 1, nhé. Và nhớ share cái này vào group. Nhà mình hãy comment số 1 để tôi biết được nào. À, ok, cảm ơn nhà mình rất nhiều. Đấy, xin chào. Rồi. Vậy thì, rồi nhà mình cứ comment số 1 đi, và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu. Chào Lương Văn Nam, chào chị Hoàng Thu. Rồi. Nhà mình vẫn ổn, khu vực mình đang ở vẫn ổn chứ nhỉ. Rồi, xin chào. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về cái chủ đề tôi gọi nó là cái phần công cụ 8P trong marketing. Nhà mình hãy comment đi. 8P. Công cụ 8P để lựa chọn chiến lược, đúng không? Để lựa chọn chiến lược, để hoạch định chiến lược. Đấy. Thì nhà mình hãy comment 8P nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Comment 8P. Thì 8P để lựa chọn chiến lược, để gọi là hoạch định các cái chiến lược cạnh tranh đấy. Thì trong cái phần 8P marketing này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị tại sao lại cần nó. Nó là cái gì? Thì ngày xưa tôi cũng khi mà mình bắt đầu kinh doanh ấy, bắt đầu kinh doanh một cái sản phẩm dịch vụ gì đó, hay là bắt đầu mà đưa một cái thương hiệu nào đó ra thị trường, thì mình không biết là bắt đầu từ đâu cả. Không biết là người ta cứ bảo nói kinh doanh này, người ta cứ nói là bán hàng này, người ta cứ nói là làm marketing, thì làm cái gì mình cũng không biết. Nên là đây là một cái công cụ rất là hay. Nếu mà nhà mình chưa có tư duy về chiến lược, chưa có cái về cách hoạch định chiến lược cạnh tranh, mình có thể thắng, mình có thể cạnh tranh được trên thị trường là nhờ cái gì, thì các bạn học 8P này thì nhà mình sẽ biết được nó, biết bắt đầu từ đâu. Nó sẽ rất là đơn giản thôi. Nào, một lần nữa nhà mình hãy comment chữ 8P nào, trong chiến lược nào, 8P trong cái hoạch định chiến lược, hoạch định chiến lược. Đấy. Thế ai trong số anh chị đây cũng bắt đầu kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ mà mong muốn là mình đưa cái sản phẩm của mình ra, mình thành lập ra một cái thương hiệu nào đó thì nó cạnh tranh được, thì nhà mình hãy comment nào. Hãy cạnh tranh được trên thị trường, hãy chiến thắng được trên thị trường thì hãy comment nào. Ai trong số anh chị thậm chí là lĩnh vực nhà thầu, mình muốn đi bỏ thầu, mình thắng được thì mình hãy comment nào. Rồi, mình thắng được đấy thì hãy comment. Ai trong số anh chị ra một mắt một cái sản phẩm dịch vụ nào đó mà mình muốn là ra mắt và cái sản phẩm dịch vụ ấy nó sẽ thành công, người ta sẽ đổ dồn vào mua của bạn mà không phải mua của người khác, thì hãy comment nào. Hãy 8P marketing, 8P nào, trong chuyện 8P nào, công cụ 8P nào. Hay mình comment là công cụ 8P. Rồi, cảm ơn nhà mình rất nhiều. Đây, và tôi hỏi lại lần nữa là ai trong số anh chị muốn là cái công ty của mình khi mình thành lập ra thì nó cạnh tranh được và nó duy trì được cái sự cạnh tranh đấy trên thị trường nào. Chúng ta có thể đứng vững được cái vị thế của mình nào, mình cạnh tranh được, mình chiếm lĩnh được thị trường, sau đó thì mình còn giữ vững được cái vị thế của mình. Thế hãy comment nào, 8P nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ngày xưa tôi cũng như vậy, tôi kể cho nhà mình nghe là khi mà ngày xưa đấy thì tôi ngay như cái công ty TST ngày xưa tôi sáng lập cách đây gần 15 năm về trước. Thì khi mình thành lập ra công ty, mình không có cái võ gì, cạnh tranh không có cái hoạch định chiến lược gì cả. Không biết là thắng bằng cái gì, thắng các cái đối thủ cạnh tranh bằng cái gì, không biết làm thế nào để thâm nhập được thị trường. Và cũng rơi vào trong tình trạng là
mình cứ lao vào như con thiêu thân. Và cứ kiểu cạnh tranh thì chẳng có cái võ gì ngoài cách hạ giá xuống, hạ giá xuống, hạ giá xuống, hạ giá xuống. Và nhiều lúc nó ăn cả vào thịt đi. Nên là úm gọi là làm thật nhiều xong lại lỗ thật nhiều đấy. Ai trong số các bạn đã bị cạnh tranh bằng giá như vậy rồi thì hãy comment nào. Ai trong số chị muốn không bị cạnh tranh về giá mà vẫn bán được hàng ở mầm thì hãy comment nào. Đấy. Và như nhà mình biết rồi, nếu mà cạnh tranh mình kinh doanh một cái sản phẩm dịch vụ gì đó mà chỉ có nhăm nhăm hạ giá xuống, mình đi chào thầu hay mình đi làm bất kỳ cái việc gì đấy, mình bán hàng một cái sản phẩm dịch vụ gì đó mà chỉ có nhìn ngó thị trường mà cuối cùng mình hạ giá thấp hơn ấy, thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta không có thể đi xa được, mà rơi vào cái việc là giống như kiểu Trung Quốc ấy. Thì trên thế giới này nó có hai cái trường phái chiến lược cạnh tranh chính. Ai trong số anh chị muốn tôi chia sẻ về hai cái chiến lược cạnh tranh, hai cái trường phái cạnh tranh thì hãy comment chữ hai cạnh tranh nào. Hai cái trường phái để người ta hoạch định chiến lược cạnh tranh chính nhé. Thì tôi xin chia sẻ cái này, sau đó thì tôi sẽ đi với cái công cụ 8P. Thì hai cái chiến lược cạnh tranh chính ấy, trên thế giới này ấy, thì nó có hai cái trường phái. Cái trường phái thứ nhất đó là giống như kiểu là Trung Quốc này, Ấn Độ này, Việt Nam này, kiểu như vậy. Thì người ta cạnh tranh, người ta gọi là cái cạnh tranh về cái gì? Nhà mình thông thường là người ta cạnh tranh bằng cái gì? Cái nền kinh tế của họ, hàng hóa của họ, thương hiệu họ cạnh tranh, các công ty người ta cạnh tranh nhau bằng cái gì? Theo nhà mình thì hãy comment nào. Giống như kiểu Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam đấy. Đa số nha, tôi đang nói là đa số đấy. Thì theo nhà mình là họ đi theo cái trường phái cạnh tranh bằng cái gì? Theo nhà mình hãy comment đi. Theo nhà mình thì cạnh tranh nhau bằng cái gì? Đúng không? Ai biết thì có thể comment nào. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Không phải là cạnh tranh bằng giá. Có rất nhiều người đã gọi là cạnh tranh bằng giá là chưa đúng, chưa đúng bản chất. Người ta gọi là cạnh tranh chi phí thấp. Nhà mình hãy comment xuống video này đi. Cạnh tranh chi phí thấp tức là sao? Nhà mình hãy comment đi. Cạnh tranh chi phí thấp tức là người ta làm cho cái giá cost, tức là cái giá vốn, cái giá nó giảm xuống, cái chi phí nó giảm xuống, thì sau đó thì người ta mới hạ giá xuống được. Chứ nếu mà mình mà giá chi phí sản xuất nó vẫn, chi phí bán hàng, mọi khoản chi phí nó vẫn cao ấy, cái giá vốn nó vẫn cao ấy, thì như thế thì mình hạ giá xuống ăn vào thịt ngay. Nên là người ta gọi là cạnh tranh chi phí thấp. Đây là cái trường phái mà Trung Quốc, Ấn Độ và đa số các doanh nghiệp Việt Nam, nếu chưa học quản trị thì hay đi theo cái trường phái này. Và thực tế thì những cái trường phái như thế này, người ta cạnh tranh như thế này, khi mình thành lập ra công ty mà mình cứ nghe ngóng xong mình tìm cách làm rẻ hơn, chi phí thấp hơn và sau đó mình hạ giá xuống thì nó cũng ok. Yeah, cũng ok thôi. Ví dụ giống như Trung Quốc thì họ vẫn thành công, hàng Việt Nam, hàng Ấn Độ cũng sẽ vẫn thành công. Thì ai muốn mua rẻ thì mua của chúng tôi, đúng không? Đấy, thế thì đây là một cái trường phái đầu tiên. Cái trường phái thứ hai, cạnh tranh, cái trường phái thứ hai tôi gọi nó là cạnh tranh giống như kiểu của Mỹ này, của Đức này, của Nhật này. Theo nhà mình gọi là cạnh tranh bằng cái gì? Theo nhà mình hãy comment xuống đây. Ai biết là cạnh tranh bằng cái gì, nhà mình hãy comment xuống cái video này đây nào. Nhà mình hãy comment xuống đây đi. Cảm ơn Hán Nguyễn. Ok. Người ta gọi là cạnh tranh, gọi là khác biệt hóa. Không phải là cạnh tranh chất lượng mà gọi là cạnh tranh khác biệt hóa. Nhà mình hãy comment đi. Cạnh tranh khác biệt hóa tức là người ta làm cho cái sản phẩm dịch vụ của họ khác biệt và sau đó thì người ta cạnh tranh. Khác biệt. Đấy, khác biệt tức là nó khác biệt. Và trong cái khác biệt thì nó có rất nhiều cái khác biệt. Nó có, nhà mình hãy comment từ khác biệt hóa đi. Khác biệt hóa. Khác biệt tức là cạnh tranh theo kiểu khác biệt, tức là họ tìm ra những cái USP này, những cái POD, những cái khác biệt độc nhất, duy nhất và khác biệt. Những cái lần đầu tiên này hay là những cái duy nhất này. Đấy. Khác biệt hóa. Nhà mình hãy comment đi, khác biệt. Nhà comment. Thế thì khác biệt ấy, thì nó, vậy thì cạnh tranh chi phí thấp và khác biệt thì nó có lợi và có hại như nào? Lợi của cái cạnh tranh mà chi phí thấp ấy, đó là mình bán được với giá thấp. Thì cái yếu tố giá nó là một cái yếu tố để cạnh tranh. Nó chính là một cái USP, tức là tôi bán giá thấp nhất rồi. Đúng không? Thấp nhất rồi. Thì tự nhiên nó là một cái USP và người khác sẽ đổ dồn vào bạn. Đúng không? Đổ dồn vào bạn. Đấy, và họ mua của bạn vì chi phí thấp. Đấy, vì chi phí thấp và rất nhiều doanh nghiệp đang cạnh tranh theo cái hướng là chi phí thấp. Thì tùy ngành nghề, chúng ta phải lựa chọn cái chiến lược thôi. Đúng không? Đặc biệt trong cái phụ liệu, phụ kiện các thứ thì thông thường người ta sẽ bán theo kiểu cạnh tranh chi phí thấp. Nhưng mà nếu ai trong số anh chị ở đây đang có cái xu hướng là cạnh tranh chi phí thấp và từ trước giờ mình hoạch định những cái chiến lược bán hàng, những chiến lược kinh doanh, marketing, đó là hạ giá xuống, bán giá thấp hơn, thì hãy comment nào. Hãy comment nào. Hãy comment số 2. Nếu ai đang như vậy thì hãy comment số 2. Hoặc đã từng như vậy thì hãy comment số 2. Vậy thì để tôi phân tích cái ưu và nhược điểm cho các bạn nhé. Nếu đi theo cái trường phái cạnh tranh này thì có một cái lợi thế là các bạn có thể bán được nhiều hàng.
Và tại vì cái bán giá thấp nó là một USP khi bạn tìm cách bạn tối ưu sản xuất hoặc là giảm cái cost xuống, cái giá vốn xuống, giá chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, mọi các loại chi phí xuống thì bạn sẽ hạ giá xuống được. Thì và bạn sẽ bán được rất nhiều hàng. Đúng không? Người ta mua rất nhiều và bạn sẽ bán được và nhờ cái nhiều đấy thì nên là bạn cứ mỗi sản phẩm bạn lãi một tí tí thôi. Nhưng tại vì bạn bán về số lượng rất là lớn. Thế nên là bạn vẫn sống được. Và bạn tồn tại được và thậm chí nha, nhiều ông ấy không chịu đựng được. Đúng không? Và bạn chiếm lĩnh được thị trường và thậm chí có nhiều ông là ra đi cùng với bạn, đúng không? Và đa phần ấy, cái chiến lược cạnh tranh này ấy, là những cái dành cho những cái người mà mới gia nhập vào thị trường. Và thông thường cái người mà mới gia nhập vào thị trường ấy thì người ta gọi là điếc không sợ súng. Những người biết thì mới sợ, những người không biết lại không có sợ cả, nên người ta cứ chiến đấu thôi, đúng không? Thậm chí những cái người mà người ta chưa càng không kiểu theo bản năng ấy thì người ta càng theo kiểu là không biết gì về quản trị, càng kinh doanh theo bản năng thì người ta càng đi theo cái trường phái này. Thậm chí người ta không tính toán được là cái biên độ lợi nhuận rồi dự phòng các quỹ này kia. Người ta cũng không tính được khấu hao, không tính được đủ các loại chi phí. Nên là người ta cứ hạ giá xuống thôi. Và người ta cứ miễn bán được hàng, cái dòng tiền về là được. Và nếu mà bạn cạnh tranh với cái mấy ông này là bạn ngán lắm. Đâu? Ngán lắm. Rồi, chào Trương Phú Quốc. Ok, cảm ơn nhà mình. Nhà mình hãy thả tim, nhà mình like đi. Thả tim vào cái video này đi. Nhà mình hãy cạnh tranh chi phí thấp. Và như vậy nó có một số cái lợi điểm về mặt thâm nhập thị trường, về mặt lợi thế cạnh tranh. Nhưng mà về dài hạn thì nó sẽ gặp một số cái vấn đề sau. Cái vấn đề đó là gì? Nếu mà bạn đi theo cái trường phái cạnh tranh chi phí thấp, có nghĩa là bạn sẽ gặp một cái vấn đề, đó là bạn phải tìm cách tối ưu chi phí. Và thông thường cái chi phí thấp thì nó sẽ đi với cái chất lượng thấp. Đấy, chất lượng thấp có nghĩa là sao? Mình phải tối ưu đi, đúng không? Mình phải tối ưu chi phí đi. Ví dụ như là hàng Trung Quốc chẳng hạn thế. Một cái máy giặt đi theo cái hướng khác biệt hóa là 20-30 triệu. Rất tốt, rất là nhiều tính năng hay ho, lần đầu tiên duy nhất, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, rất bền, rất an toàn. Nhưng mà một cái máy giặt của Trung Quốc có thể 2-3 triệu thôi. Đúng không? Tức là 20-30 triệu kia là có thể 10-20 triệu, nhưng mà đây nó chỉ có 2-3 triệu thôi. Mặc dù người ta biết là cái tôn thì rất là mỏng, thậm chí là cái dây chạy quận bằng nhôm chứ không phải bằng đồng, thậm chí là một số cái thiết bị điện tử nó nhanh hỏng, hay thậm chí là nhiều cái yếu tố nó dẫn mất an toàn, thậm chí nhựa ai thép là không phải là lần đầu tiên mà người ta tái lại mấy lần rồi, đúng không? Và nó rất là dễ giòn, dễ hỏng. Hoặc là sơn, người ta đánh nhẽ sơn mấy lớp, như đây mình sơn 1-2 lớp thôi, hoặc là cái chất lượng sơn nó không như ý. Nhưng mà vì sao những cái doanh nghiệp của Trung Quốc vẫn thành công? Bởi vì luôn có một cái thị trường cấp thấp, người ta cần mong muốn có những cái sản phẩm giá thấp như vậy. Giống như kiểu người ta, đây tại vì người ta chưa có tiền mà, nên là miễn là có dùng là tốt rồi, còn hơn là không có mà dùng, đúng không? Bao giờ mới đủ tiền để mua một cái máy giặt ví dụ như 20-30 triệu, nhưng bây giờ thôi tốt nhất 2-3 triệu cứ mua cái đã. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, ví dụ như thế, nên là cạnh tranh mà cái chi theo trường phái là làm cho chi phí nó thấp xuống ấy, thì thông thường dẫn đến cái việc là chất lượng nó bị ảnh hưởng. Và khi mà chất bị ảnh hưởng như vậy ấy, thì nó gặp rất là nhiều vấn đề. Giống như điều hòa là thay vì chạy bằng ống đồng thì chạy bằng ống nhôm. Thay vì độ dày là 0.8 thì có khi xuống 0.6 thôi chẳng hạn thế. Về độ dày gồm tất cả mọi thứ. Và nó kéo theo cái chi phí nó thấp. Tại vì mình phải tối ưu mà. Ví dụ như dây điện ngày xưa có khi là 2.5 đủ, bây giờ có khi phải 2.5 thiếu, thậm chí làm bằng dây nhôm. Đúng không? Rất nhiều vấn đề. Đấy, thì nó đi theo cái chất lượng, thông thường là sẽ cái chất lượng thấp. Cũng giống như một cái khóa học mà bán quá rẻ đi thì không thể nào làm tốt được. Làm sao đủ tiền để có T-Rex, để có cái tài liệu này, tài liệu kia, hội trường tốt nhất, mọi thứ tốt nhất. Tất cả các sản phẩm dịch vụ mình cũng như vậy. Đó, ăn uống cũng như vậy. Làm sao mình đủ cái điều kiện để mình làm tốt đây. Thế thì là nó là khi mà cạnh tranh chi phí thấp, nó làm cho chúng ta bị chất lượng thấp xuống. Và nếu mà giống như kiểu Trung Quốc hoặc là doanh nghiệp, hay nghe như vĩ mô là Việt Nam chúng ta, nếu đi theo trường phái chi phí thấp thì nó gặp cái vấn đề nữa về mặt thương hiệu, đó là sau này khách hàng người ta định vị. Định vị ông này là chi phí thấp, là chất lượng thấp, và trong đầu của họ ấy, thì cái lúc mà cái nhu cầu của họ cơ bản thì tức là chưa có tiền thì họ sẽ mua, nhưng mà sau này người ta có xu hướng, người ta sẽ lên, và cái nhu cầu họ tăng lên, họ muốn được an toàn, họ muốn được tôn trọng, nó sử dụng đồ là muốn được an toàn, muốn được tôn trọng, đúng không? Muốn được thể hiện, thì dần dần người ta sẽ đi lên những cái hàng hóa chất lượng hơn, và người ta sẽ loại. Và liên tục những cái người đi theo kiểu trường phái cạnh tranh chi phí thấp là phải đi tìm những cái thị trường mà mới nổi, những cái thị trường mà kém phát triển. Đấy, kiểu như vậy. Rồi. Đấy, thì đấy là cái lợi. Và trong đầu ấy, người ta sẽ định vị mình là hàng giá rẻ, là chất lượng thấp. Và đến lúc mà mình làm hàng chất lượng cao, người ta không có tin nữa.
Nên là rất nhiều doanh nghiệp cũng như vậy, khi mà mình cứ bán giá thấp quen rồi, đến lúc là kèm theo nó là dần dần là thứ nhất mình không chịu được, thứ hai nữa là nếu trong định vị người ta, ông này bán cái hàng kém chất lượng, giá thấp, và nhiều người ta bị tâm lý như vậy. Đấy thì giống như kiểu Trung Quốc bây giờ là các nước bắt đầu người ta tẩy chay rồi, người ta bắt đầu Đức nó không mua hàng của Trung Quốc nữa rồi, châu Âu rồi Mỹ các thứ, và bây giờ Trung Quốc lại phải đi có cái chiến lược là vành đai con đường đấy, bắt đầu là chiến lược là đi vào các nước châu Phi hoặc các nước mà cái nền kinh tế hoặc là cái thị trường nó ở dạng thấp, đúng không, chậm phát triển đấy. Thì như vậy, thế thì cái cách nhà mình, một lần nữa nhà mình hãy comment cạnh tranh chi phí thấp. Thế còn cái cách thứ hai nữa, cái trường phái cạnh tranh thứ hai trên thế giới này, đó là cạnh tranh kiểu khác biệt hóa. Nhà mình hãy comment đi, khác biệt hóa. Khác biệt hóa có nghĩa là giống như Nhật, như Mỹ đấy, thì người ta tìm cái khác biệt. Và trong đó thì có khoảng 16 cái khác biệt hóa. Ví dụ như cái gì là lần đầu tiên này, hay cái gì là duy nhất này. Đấy, lần đầu tiên, duy nhất này. Đấy, tìm ra những cái sự khác biệt, cái USP, tức là cái độc nhất, duy nhất và khác biệt. Đúng không? Đấy, thì người ta tìm ra. Và để tìm ra những cái khác, theo cái hướng khác biệt hóa, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái công cụ 8P để hoạch định cái chiến lược cạnh tranh. Rồi, ai trong số các bạn ở đây muốn học cái chiến lược 8P để khác biệt hóa nào? Thế thì khác biệt hóa nó có những cái ưu điểm là chúng ta phải ăn đi, phải học, phải suy nghĩ, phải bỏ ra nhiều chất xám để nghiên cứu, đúng không? Tạo ra những công nghệ mới, những cái công nghệ lần đầu tiên, những cái duy nhất hoặc là những cái khác biệt. Đấy, phải tìm ra nó. Nhà mình hãy comment đi. Độc nhất, duy nhất để khác biệt. Đấy. Thì cái gì mà lần đầu tiên rồi thì làm gì có, đúng không? Duy nhất rồi làm gì có duy hai? Đã lần đầu tiên, lần đầu tiên, cái gì là lần đầu tiên thì cái đấy nó là cái khác biệt. Tại vì tôi là lần đầu tiên thì làm gì có cạnh tranh với ai, đúng không? Là lần đầu tiên mà. Ví dụ ở cái thị trường này lần đầu tiên có sản phẩm này, đúng không? Ở cái thị trường này lần đầu tiên, hoặc trên thị trường này, ở trong cái ngành này có lần đầu tiên chúng ta áp dụng cái này, công nghệ này, áp dụng cái này, có cái này, có cái kia, đúng không? Đấy, lần đầu tiên, đấy, duy nhất, khác biệt. Thì ai trong số anh chị muốn là nghe về cái công cụ về 8P để hoạch định các chiến lược khác biệt hóa thì hãy comment nào. Hãy comment đi, comment đi. Hãy comment 8P nào. Công cụ 8P để hoạch định các chiến lược nhé. Chiến lược cạnh tranh. Rồi, để chúng ta làm sao có thể khác biệt hóa được. Rồi, nhà mình hãy comment đi, comment đi. Cái công cụ này rất là hay để chúng ta hoạch định chiến lược marketing này, hoặc là cái chiến lược kinh doanh này. Đấy, hoặc là chiến lược cạnh tranh. Đấy, chiến lược cạnh tranh. Thì cái công cụ 8P này rất là hay. Rồi, ok. Vậy thì 8P ai đoán được là gì thì hãy comment này. Nhưng mình ai đoán được P1 là gì thì hãy comment này. Rồi, cái chiến lược 8P này có nghĩa là gì? Nó sẽ dùng để chúng ta hoạch định những cái chiến lược khi mà bạn ra mắt một cái sản phẩm dịch vụ, bạn kinh doanh bất kỳ một cái gì đó. Một cái ra mắt một cái sản phẩm nào đó, đóng gói một cái sản phẩm nào đó, hoặc bạn bắt đầu cung cấp ra thị trường một cái giải pháp nào đó. Thì hãy bắt đầu từ 8P. Hãy bắt đầu 8P. Vậy P1 là gì? Nhưng mình hãy comment nhé. P1 tôi gọi nó là gì? P1 đó là cái problem, tức là cái vấn đề. Nhà mình hãy comment đi. P1 đó là vấn đề. Nhà mình hãy comment đi. P1 là vấn đề. Tức là vấn đề là nỗi đau của thị trường, à, của khách hàng. Thì cái P1 trong làm marketing ấy, người ta cứ nói là làm marketing là làm gì thì làm cái P1 này. Người ta cứ nói là hoạch định chiến lược, phải nghiên cứu để hoạch định những chiến lược. Thì nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu cái đầu tiên. Đó là các cái vấn đề, cái nỗi đau trên thị trường mà người khác chưa giải quyết. Thì chúng ta tìm ra cái thị trường ngách để chúng ta là người đầu tiên giải quyết nó. À, thì cái vấn đề là P1 thì nhà mình có thể ghi nhé. P1 đó là problem. Đấy. Cái P thứ hai rất là quan trọng trong để hoạch định chiến lược cạnh tranh, hoặc là chiến lược marketing, hoặc chiến lược kinh doanh. Tại sao chúng ta lại cạnh tranh được trên thị trường? Thì chúng ta có thể nghĩ đến cái P thứ hai, đó là cái P thứ hai đó là tôi gọi nó là product, tức là cái sản phẩm. Nhưng mình hãy comment đi, sản phẩm. Tức là chúng ta cạnh tranh nhau bằng chất lượng sản phẩm, bằng những cái khác biệt trong sản phẩm đấy, bằng những cái trải nghiệm trong sản phẩm đấy. Ok. Và cái cạnh tranh thứ ba, P thứ ba, nhà mình hãy comment đi. P thứ hai là gì nhỉ? Giá, đúng không? P thứ hai đó là giá, đúng không? Giá. Tức là P thứ hai đó là product, là sản phẩm. P thứ ba đó là price, tức là giá. Giá, tức là giá. Giá cũng là một cái yếu tố, đúng không? Giống như kiểu cạnh tranh về chi phí thấp ấy, tức là dạng cạnh tranh bằng giá. Thì cái P thứ hai là giá. Thì đây chúng ta hoạch định chiến lược. Vậy thì nếu mà hai cái kia chưa khác biệt thì chúng ta cạnh tranh bằng cái giá, đúng không? Bằng cách là hạ giá xuống hoặc là bán giá cao nhất luôn. Và kèm theo nó một cái sự khác biệt ở trong sản phẩm, cái USP. Êm nhất hay an toàn nhất hay cái gì đấy. Tí nữa tôi sẽ nói với các bạn cái sâu hơn nhé. Bây giờ chúng ta đi lướt
đủ 8P đã. Rồi. Nhá, nhà mình có thể comment cả cái tiếng Anh vào đây, ai biết tiếng Anh thì comment vào đây nhá. Price tức là giá. Cái P thứ tư ấy, đó là cái tôi gọi nó là cái place. Cái P thứ bốn đó là place, tức là cái kênh phân phối hoặc là cái điểm bán nhá. Kênh phân phối hoặc gạch ngang điểm bán, nhà mình hãy comment đi. Kênh phân phối hay điểm bán. Thì cái việc mà mình phát triển các cái kênh phân phối hoặc cả trang trí thiết kế cái điểm bán, nó cũng là một cái yếu tố marketing, cũng là làm chiến lược, đúng không? Chiếm lĩnh được kênh phân phối cũng là một dạng chiến lược cạnh tranh. Có được kênh phân phối trước, phủ đi, đưa ra hàng ra thị trường trước được, cũng là cái lợi thế cạnh tranh, cũng là cái khác biệt, đúng không? Đấy. Và cái P thứ 5 đó là cái promotion. Nhưng mình hãy comment đi nào. Promotion tức là cái quảng bá, tức là làm truyền thông. Trong cái promotion này thì nó có hai phần. Đó là chúng ta truyền thông rộng rãi, tức là ví dụ như là nếu mà mình kinh doanh ấy, mà mình có cái đòn bẩy truyền thông mình làm tốt, có nhiều ông ấy có thể ông có sản phẩm rất tốt, nhưng mà tại vì mình truyền thông đến thị trường trước, mình phủ thị trường trước, mình chiếm được kênh phân phối trước, mình thắng. Đơn giản thôi, có thể có ông có một sản phẩm rất tốt, nhưng mà ông ở một cái góc nào đấy, ông làm thị trường rất hẹp thôi. Nhưng mà mình làm trên thị trường toàn quốc, thị trường toàn cầu, tại vì mình có khả năng làm về online marketing, mình có khả năng về làm về truyền thông, thương hiệu, mình mạnh về marketing, thế là mình đẩy một phát. Có nhiều ông không biết làm marketing, ông không biết quảng bá, thế ông cái sản phẩm tốt có khi mình nhập của ông ấy, mình kinh doanh mình cũng thắng nữa, đúng không? Đấy. Đấy thì là cái promotion, tức là cái kênh truyền thông. Rồi nhà mình hãy comment đi, nhà mình hãy comment tương tác, nhà mình thả tim nhé, thả tim để tôi biết được là các bạn đang ở đây nhé. Ok, cảm ơn Kevin Nguyễn, cảm ơn chị Hoài, Hoài Nguyễn Hằng. Ok, rồi đấy, và cái P thứ sáu đó là tôi gọi nó là cái P gì, nhà mình thử đoán nào. P thứ sáu đó là cái people, tức là yếu tố con người. Nhà mình hãy comment đi, con người. Tức là con người là một cái yếu tố marketing. À, mình cạnh tranh về đội ngũ. Đó là cái background của đội ngũ giáo viên, hoặc là đội ngũ chuyên gia, hoặc là đội ngũ quản lý, đội ngũ quản trị, đúng không? Cái people, hoặc là đội ngũ phục vụ, cái tiêu chuẩn tác phong của đội ngũ, nó là một cái yếu tố cạnh tranh. Hoặc đội ngũ kỹ thuật, đấy, vân vân. Đội ngũ là một cái yếu tố làm về chiến lược, là một chiến lược. Chúng ta cạnh tranh nhau bằng đội ngũ, bằng con người chẳng hạn như vậy, đúng không? Con người. Rồi, P tiếp theo. Cái P thứ mấy rồi? Nhà mình tôi đang nói lên P thứ mấy rồi? Nhà mình hãy comment xuống đây nào. Đúng rồi, cạnh tranh nhau bằng đội ngũ. Rồi. Rồi, tí nữa tôi sẽ cho các bạn checklist những cái P này thì chúng ta cần phải làm gì nhá. Cần phải làm, có những cái checklist, những cái công việc làm cho cái việc chúng ta cạnh tranh để thắng được trên thị trường nhá. Ok, P thứ 6 là đội ngũ. Và P thứ 7 tôi gọi nó là để hoạch định các chiến lược cạnh tranh đấy. Thì cái P thứ 7 rất là quan trọng. Đó là cái P process, tức là cái quy trình. Nhà mình hãy comment đi. P7 tức là process, là quy trình. Ok, đấy, quy trình. Nhà mình hãy comment đi, quy trình. Nhà mình comment đi, quy trình. Process tức là cái quy trình ấy. Cái quy trình ở đây có nghĩa là chúng ta thiết kế một cái quy trình mang lại cái trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Chúng ta show những cái quy trình của mình ra. Cái quy trình của mình nó có cái khác biệt gì để nó đảm bảo cái tính khác biệt, an toàn hay là sạch hay là lành mạnh hay là cái gì đấy, hoặc là nó tối ưu hay bất kỳ cái gì đấy, thì nhờ mình có thể show quy trình ra để làm chiến lược cạnh tranh. À, chúng tôi làm việc có quy trình, đúng không? Cái quy trình của chúng tôi là quy trình đã chuẩn, cái chuyên nghiệp. Quy trình có nghĩa là chuyên nghiệp, thì chúng ta show cái này ra, chúng ta tối ưu nó, hoặc cách chúng ta thiết kế quy trình nó cũng là làm chiến lược. Nhờ mình hãy comment đi, quy trình đấy. Thì quy trình rồi, cái tiếp theo nữa, cái P thứ 8 đó là tôi gọi nó là cái physical, tức là cái bằng chứng vật lý. Bạn cứ tạm gọi là bằng chứng, như cái bằng chứng vật lý, những cái chứng minh, những cái chứng minh, những cái ví dụ như là đã được chứng minh bằng cái được cấp về chứng nhận chất lượng này chứng nhận kia, hoặc là được cấp tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ đấy, kiểu như thế. Rồi là được cấp, tức là mình có thể chứng minh được cái giải pháp của mình, thì nó bằng cái tổ chức nào đó người ta cấp cho mình, hoặc là bạn đạt ISO gì đó, hoặc bạn đạt được cái physical gì đấy, đúng không? Thì các bạn, như tôi tạm gọi nó trong marketing chiến lược cạnh tranh, người ta gọi là những cái bằng chứng, nếu mà mình được công nhận bởi một tổ chức nào đó, đúng không, thì mình có thể show ra, thì nó cũng là cái yếu tố để khác biệt so với những cái đơn vị khác, để mình có thể cạnh tranh được, đúng không? Cái ông này ông đã được chứng minh, tức là cái giải pháp này đã được chứng minh, đúng không? Hoặc là cái sản phẩm dịch vụ này đã được chứng minh, đúng không? Cái lợi ích của cái sản phẩm này, cái chất lượng của nó đã được chứng minh bởi tổ chức nào đấy, chẳng hạn như vậy, hoặc là bởi cái gì đấy, đúng không? Đấy thì physical. Nào, một lần nữa nhà mình hãy comment xuống đây nào.
Hãy comment xuống đây đi. Hãy comment về cái physical nhé. Thì đây nhé, trong cái cuốn sách, ví dụ như là tôi trong cái cuốn sách tự động hóa này thì tôi cũng có nói rất là tự động hóa tập 2 này thì tôi cũng nói rất là nhiều về cái công cụ về marketing để chúng ta hoạch định các chiến lược kinh doanh rồi. Chiến lược khác biệt hóa, chiến lược cạnh tranh như thế nào. Thì nhà mình có thể tham khảo sâu hơn ở trong cuốn sách này nhé. Bây giờ thì tôi sẽ nói với anh chị là vậy thì 8P marketing này chúng ta sẽ đưa nó vào cái công cụ gì và cái cách mà chúng ta checklist ra. Checklist ra. Đấy. Thì chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn anh chị cái nội dung đầu tiên, đó là các bạn phải đưa vào cái công cụ để lựa chọn chiến lược chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái P nào để chúng ta có thể thắng được trong cái thị trường của mình. Đấy. Đấy. Thì nhà mình khi mà mình kinh doanh ấy, hoạch định chiến lược cạnh tranh thì mình phải đầu tiên là mình phải biết được 8 cái P này. Nó là cái P, nó là những cái gì? Và tại sao chúng ta cần nó? Và sau đó thì mình phải đưa nó vào cái chiến lược, một cái công cụ tôi gọi nó là công cụ SWOT. Nhà mình hãy comment chữ SWOT. SWOT tức là cái điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức ấy, để chúng ta lựa chọn là à, vậy thì chúng ta sẽ thắng đối thủ hoặc những công ty khác nhờ P nào, đúng không? Hoặc là trong giai đoạn này là P nào, trong giai đoạn tiếp theo là P nào, đúng không? Hoặc là ví dụ trong ngắn hạn là P nào và trong trung hạn là chúng ta sẽ có thêm những P nào, đúng không? SWOT, nhà mình hay viết SWOT, đúng rồi. À, tức là những cái 8P này chúng ta sẽ đưa vào công cụ SWOT. Thế thì trước khi đi vào công cụ SWOT này để lựa chọn chiến lược cạnh tranh thì thôi bây giờ chúng ta đưa vào công cụ SWOT này trước nhé. Chúng ta sẽ đưa vào công cụ SWOT này trước. Vậy thì công cụ SWOT là nó như thế nào? Chúng ta cũng đã hiểu sơ sơ về 8P rồi đúng không? Tôi nói như vậy là cũng đã hiểu sơ sơ về 8P. Tí nữa tôi sẽ có những cái checklist cho cái 8P này. Nhưng mà để đưa cái 8P này thì nó có một cái công cụ, tôi gọi nó là cái công cụ SWOT. Tức là nó có 4 cái ô. Ai biết là ô 1 là ô gì nào? Thì comment nào. S là gì nè, W là gì nè, O là gì, T là gì. Thì nhà mình ai biết tiếng Anh thì nhà mình có thể comment xuống đây nè. Ai biết thì có thể comment xuống lớp là tôi sẽ hướng dẫn. Hướng dẫn anh chị. Đây là 8P, tức là cái công cụ 8P để làm, để hoạch định chiến lược. Nhưng mà chúng ta hoạch định nó còn có một công cụ nữa là công cụ SWOT. Nhà mình hãy comment đi, SWOT. Nhá, SWOT này. Đúng không? Nhà mình hãy comment đi. SWOT này. Đúng không? Đấy. Vậy thì nó là gồm những cái gì? À, strong này. Strong là gì? Đúng rồi, cảm ơn Kevin Nguyễn. Nhà mình comment đi, nhà mình comment đi. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị cái này. Đây nhá, trên này là 8P này. 8P marketing này. Rồi. Thế bây giờ chắc là strong này, xong gì nữa nào, nhà mình hãy comment tiếp đi. Ai biết SWOT là viết tắt của những cái gì? Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh nếu ai biết thì có thể ghi ra cả lớp cùng đọc ở dưới phần bình luận nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh chị ở dạng tiếng Việt. Rồi, nó sẽ có những cái chiến lược để chúng ta có thể cạnh tranh được. 8P thì nhà mình đã biết rồi đúng không? Và cái công cụ SWOT này để chúng ta lựa chọn cái P nào sẽ là cái, và chúng ta lựa chọn chiến lược để cạnh tranh như thế nào. Thì nó sẽ có áp dụng đưa cái 8P này vào cái SWOT này. Đấy, SWOT này. Thì đơn giản tôi cứ tạm gọi nhá, như nhà mình có thể tiếng Anh nhà mình xem ở bên dưới, nhưng mà tôi tạm gọi là ví dụ như chúng ta có điểm mạnh này. Điểm mạnh này. Điểm mạnh này. Điểm mạnh là viết tắt của cái gì đấy nhà mình? Là O đúng không? O. Đấy, ví dụ xong. Rồi, điểm mạnh. Rồi, điểm mạnh này. Điểm yếu. Đúng không? Điểm yếu. Yếu là viết tắt của cái gì? Yếu là viết tắt của cái gì nhà mình? Đúng rồi. À đây. Điểm mạnh, điểm yếu là viết tắt của cái gì? Anh chị em biết điểm yếu là viết tắt của cái gì? Thì nhà mình thể comment nào. Cơ hội. Ở bên này sẽ là cơ hội. Đúng không? Nó có 4 ô. Thì bên này sẽ là cơ hội này. Cơ hội là viết tắt của cái gì? À, S, quên, sorry. S là điểm mạnh nhé. Bên này là S là điểm mạnh này. Cơ hội. Thách thức. Thì mình hãy comment đây, cơ hội là thách thức này. Thách thức. Đấy. Thách thức. Rồi, điểm mạnh là S đầu tiên này. Cơ hội là O đúng không? Sorry nhà mình nhé. Đây, cơ hội là O này. Nhà mình comment đi, SO này, viết tắt đây này, một số anh chị đã viết đây, dưới này rất đúng rồi này. Điểm mạnh yếu cơ hội. Đây là, trên này là S, đúng không? S, điểm yếu là gì? Thách thức là gì? Rồi, cảm ơn nhà mình. Đấy, thế anh chị thôi không cần viết tiếng Anh, nhà mình chỉ cần viết ví dụ như T là gì này.
O là gì này, O là gì này, O là ví dụ như O là cơ hội này, ví dụ như là S là điểm mạnh này, ví dụ như là T là gì đấy thì nhà mình chỉ cần viết như thế thôi, không cần viết cả chữ cái tiếng Anh ra đây thì nó dài. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Hay quá. Đúng rồi, tuyệt vời, đúng rồi. Yếu là đúng rồi, W nhé. Đây là S nhé. Đấy. Và sau đó thì thách thức là gì? À, bị ngược hả? S điểm mạnh này, O là cơ hội này. Rồi. T là thách thức, đúng không? Rồi. Đấy thì nhờ mình hãy comment như vậy nhé. Đại loại là như vậy. Thế thì như này. Thế thì như thế nào? Thế thì 8P này mình sẽ đưa vào này, điểm mạnh là S, nhà mình hãy comment nha, mình không cần phải nhớ tiếng Anh đâu, nhà mình một cách đơn giản đấy, ví dụ như thách thức là T này thì mình chỉ cần nhớ T là thách thức này, O là cơ hội này, W là điểm yếu này và S là điểm mạnh này, thì nhà mình hãy comment như thế thôi, giống như kiểu chị Hoài chị đang comment đấy, thách thức là T này đấy, nhà mình một lần nữa nhà mình hãy comment cái này đi, thách thức là T này hay là T là thách thức này hay là cơ hội này, O là cơ hội này, S là điểm mạnh này, W là điểm yếu này. Đấy. Thì nhà mình hãy ghi tạm thời là như vậy. Thôi okay, tôi ghi lên trên bảng tại vì đang live stream bằng điện thoại nên khả năng là nó sẽ bị ngược. Thôi thì ok nhé. Thì tạm thời như thế. Tạm thời như vậy. Thế thì khi mà mình làm xong cái này ấy, thì mình đưa vào 8P. Thì mình sẽ dựa vào cái 8P này này. Để mình xem là trong 8P này ấy, thì mình thử xem thảo luận với đội ngũ của mình. Hoặc là mình tự suy ngẫm suy nghĩ, hoặc là mình đi nghiên cứu các cái công ty cùng ngành để mình đưa vào cái SWOT này, để mình ngồi mình tính toán xem là vậy thì trong 8P này chúng ta sẽ mạnh cái gì. Không? S là điểm mạnh. Thế vậy thì trong 8P này chúng ta thực sự mạnh cái gì? Đúng không? Mạnh cái gì? Thì chúng ta sẽ liệt kê đây. Ví dụ như bây giờ thì các bạn có thể trong lĩnh vực kinh doanh của các bạn có thể lựa chọn ra là 3 cái đi. Nếu bạn trong 8P này thì bạn mạnh cái gì? Trong cái mô hình kinh doanh của bạn, bạn lĩnh vực bạn kinh doanh, hoặc là trong cái ngành nghề này, bạn trong cái ngành này, hoặc là phân khúc thị trường, cái ngách thị trường của bạn thì bạn mạnh cái gì? Thì bạn hãy liệt kê ra P nào. Đúng không? Thì liên quan, hoặc là những cái liên quan đến 8P đấy thì bạn mạnh cái gì? Thì bạn có thể liệt kê ra 3 cái, ví dụ 5 cái, khoảng 3 cái để mạnh. Đấy, ví dụ như PSA tôi rất là mạnh về quy trình, thì tôi cái P điểm mạnh, cái S của tôi sẽ là S1, đó là quy trình này, là process này. Hay là S2 là tôi rất là thấu hiểu vấn đề, tại vì tôi là chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, nên là khi mà PSA đi giảng dạy thì tôi rất là thấu hiểu cái vấn đề. Cái là P1 đấy, đây là cái problem đấy, cái vấn đề của thị trường, khách hàng. Tôi nhận biết ra nó và tôi luôn tìm ra được những cái ngách thị trường mới, và tôi là người đầu tiên đưa khóa học giải phóng lãnh đạo tự động hóa doanh nghiệp ở Việt Nam. Là tôi là người đầu tiên triển khai nó, cái khái niệm tự động hóa doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là cái mà cái S, ví dụ như cái S, tức là cái mạnh của tôi là như vậy, đúng không? Là như vậy. Rồi đấy, ví dụ như thế. Thì mình có thể liệt kê ra vân vân vài cái nữa. Ví dụ như cái điểm mạnh tiếp theo của tôi nữa là khả năng làm về quảng bá, chẳng hạn như thế, quảng cáo. Đấy là tôi biết về mạng xã hội, tôi biết cách truyền thông, tôi biết thấu hiểu về kiến thức marketing, nên tôi có thể làm những cái chiến dịch truyền thông. Đấy, ví dụ như vậy. Thì nhà mình có thể liệt kê ra điểm mạnh. Rồi, sau đó thì mình lại liệt kê ra những cái điểm yếu. Đấy, điểm yếu. Điểm yếu của mình là gì trong cái 8P marketing này? Ví như cái điểm yếu của mình là cái thời điểm mà tôi làm chiến lược thì tất nhiên cái này nó sẽ thay đổi theo từng năm, nhưng mà có thể nó sẽ cái điểm yếu, ví dụ như là ví dụ như là cái điểm yếu của mình là có một cái thời điểm là kênh phân phối chẳng hạn. Trong cái ngành giáo dục này, thiết kế kênh phân phối rất là khó, mà mình lại chưa thiết kế được, mà thậm chí là trong ngành người ta cũng đều khó. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì có rất là nhiều cái điểm yếu về kênh phân phối, hay là một số cái bằng chứng, tại vì mình rất là mới thành lập ra công ty cái thời điểm cách đây 6 năm trước, thì ví dụ như là PDC ra thì mới quá, nên là nó ít cái bằng chứng, hoặc các đơn vị, hoặc là các nhà cung ứng họ hợp tác với mình nó rất là khó khăn, hay là đội ngũ đợt đấy rất là trẻ, thì cũng có những cái điểm mạnh về sức trẻ, nhưng mà về nói dùng sâu cái đội ngũ ra, giảng viên ra thì hơi bị cũng là cái điểm yếu đấy. Ví dụ thế thì mình cứ liệt kê ra khoảng 3 cái điểm yếu, 3 cái điểm mạnh. Vậy tương tự như vậy, nhà mình hãy comment nào, 3 cái điểm mạnh này, 3 cái điểm yếu này nhé. Đấy, thì cái bước 1 là chúng ta phải biết về 8P, bước thứ 2 chúng ta phải biết về SWOT này, bước thứ 3 đó là chúng ta sẽ liệt kê ra những điểm mạnh, bước 4 là liệt ra những cái điểm yếu. Liệt kê ra 3 cái điểm yếu.
Thế thì và sau đó thì chúng ta cũng lại nghiên cứu thị trường để chúng ta biết được là vậy thì trên thị trường này nó sẽ có cái cơ hội gì? Cơ hội gì? Đấy, cơ hội gì? Ví dụ như là ở trên thị trường này nó sẽ có cơ hội là có rất nhiều những cái cơ hội. Ví dụ như là cái cơ hội ví dụ giống như tôi nhìn thấy cơ hội về mặt vĩ mô thì là chính phủ đang ủng hộ cho khởi nghiệp rất nhiều, đúng không? Thì chúng ta hãy liệt kê ra ba cái cơ hội. Nhà mình hãy comment đi, ba cơ hội, đúng không? Khởi nghiệp này, hay là tôi nhìn ra một cơ hội là cái thời điểm đấy các doanh nghiệp thành lập và phá sản. Tôi cứ đọc được những cái thống kê, ví dụ như 90% các chủ doanh nghiệp là đi lên từ nghề. Tôi phát hiện ra là như vậy, tôi có nghiên cứu thị trường thì tôi biết được như vậy. Và 90% các bạn trẻ không dự sinh nhật lần thứ 3 được khi mà khởi nghiệp. Thì mình thấy đây là cái cơ hội. À, tại sao các doanh nghiệp người ta lại không dự sinh nhật lần thứ 3 được? Doanh nghiệp thành lập phá sản hoặc chủ doanh nghiệp thành lập ra công ty rất là bận rộn, rất là căng thẳng, đúng không? Rất là bận rộn rồi, công ty mất kiểm soát rồi, hoặc là phát triển cứ bé mãi nó không bao giờ lớn lên được, hoặc là nó bị phụ thuộc vào bạn hoặc phụ thuộc vào một cái ngôi sao nào đó. Anh em ra đi, mọi thứ ra đi theo, tức là nó gặp rất nhiều vấn đề nỗi đau như vậy. Thì tôi phát hiện ra thì đây chính là cơ hội. Nhà mình hãy comment đi ba cơ hội. Vậy thì ba cơ hội của bạn là cái gì? Thì tôi thấy là đây là những cái vấn đề. Vậy thì chúng ta phải nghĩ ra cái giải pháp gì để giải quyết những cái vấn đề này. Đây là cái cơ hội của chúng ta. Hoặc là tôi nghiên cứu các công ty cùng ngành ở cái thời điểm đấy, thì có rất nhiều công ty người ta chỉ dạy theo kiểu hàn lâm thôi, nói những cái vĩ mô rất là lớn. Vậy thì mình phải dạy những cái cụ thể mà doanh nghiệp có thể áp dụng được. Thì đây gọi là mình thấy cơ hội. Doanh nghiệp không dự sinh lần thứ 3 được, tỷ lệ phá sản và thành lập cứ xem. Đây là cái và chủ doanh nghiệp khoảng 90% đi lên từ nghề, đây là cơ hội. Và chính phủ đang cần phải đẩy mạnh các doanh nghiệp phong trào khởi nghiệp đang đi lên. Thế đây là cơ hội, đúng không? Thế thì vậy thì tôi chọn đây là các cái cơ hội, đúng không? Các cơ hội. Và tôi còn phát hiện ra một cơ hội nữa là trong cái ngành giáo dục này thì chưa ai thực sự làm bài bản, tức là lớn làm những ông lớn người ta không có tham gia vào cái lĩnh vực thị trường này, thì đây cũng là cơ hội, đúng không? Rồi, trong 8P marketing ấy, tôi giả soát thì có nhiều ông đấy, thì tôi đi giả soát trong 8P marketing thì thấy là những cái doanh nghiệp trên thị trường ấy là họ cũng tức là họ cũng làm giáo dục, nhưng mà ví dụ như cái P1 là cái problem ấy, tức là cái vấn đề ấy, người ta cũng không hiểu sâu sát những cái vấn đề của doanh nghiệp, toàn giáo sư đi giảng dạy thôi, hoặc làm trong chính phủ. Cái thời điểm mà tôi làm ấy thì chủ yếu người ta những cái quan chức ở trường lấy giáo viên giảng viên từ các trường đại học ra, đúng không? Thì đi dạy cho doanh nhân thì dạy cho sinh viên thì được, nhưng dạy cho doanh nhân thì tôi cảm thấy nó không phù hợp lắm. Và đây tôi thấy đây là cái cơ hội đấy, ví dụ như vậy. Thì tôi cũng dựa vào 8P, tôi tìm cái cơ hội, dựa vào 8P để tìm ra cái điểm mạnh, dựa vào 8P để xác định những cái điểm yếu của mình đấy. Dựa vào điểm yếu của mình. Và cái lúc đấy tôi còn phát hiện ra một cơ hội nữa là gần như là mọi người có cái quy trình nó đấy, mọi cái yếu tố quy trình hay là về vấn đề tài chính này kia, nó trong cái lĩnh vực giáo dục cũng chưa được đầu tư lớn, hoặc chưa làm bài bản, các đơn vị cũng chưa làm bài bản, thì mình thấy là mình có thể làm bài bản được. Đấy là những cơ hội. Thì ví dụ như thế, nhà mình hãy lựa chọn, nhà mình hãy comment nào ba cái cơ hội. Và sau đó thì các bạn, cái T tức là T là thách thức, đúng không? Là chọn ra ba cái thách thức. Nhà mình hãy comment đi, chọn ra ba thách thức. Ví dụ như cái thời điểm mà tôi thành lập PDC cách đây 6 năm, khi mà tôi thành lập xác định những cái thách thức là gì? Những cái thách thức chính vì trong cái ngành này. Ví dụ như cái thời điểm đấy thì thứ nhất đó là một cái thách thức rất lớn, đó là cứ nói đến đào tạo tập trung mà đông người mà lại có nhảy nhót một tú vận động thay đổi trạng thái là người ta bảo là đa cấp. Đấy, ví dụ thế là đấy là một cái thách thức rất lớn khi làm về truyền thông marketing. Tự nhiên một cái khóa học bán mấy trăm nghìn, cái ví dụ như cái thời điểm ấy là lớp giải phóng lãnh đạo chẳng hạn. Thế mọi người lại thấy cứ đông đông hội thảo lên, xong lớp học nó ở khách sạn, xong là 100 người, 300 người, 500 người, thì người ta bảo hay cái đội này là đội đa cấp nhỉ, thế này thế kia. Mà thế thì đấy là một cái thách thức ở thị trường, tức là cái niềm tin về trong cái lĩnh vực đào tạo gia tốc cái thời điểm ấy nó chưa có nhiều, đúng không? Chưa có và người ta cũng chẳng hiểu nó là cái gì cả. Mà mời bảo đi học cái gì thì đấy là một cái thách thức của thị trường. Đấy thì tôi xác định là nó là thách thức. Hay là ví dụ như cái thách thức nữa là cái rào cản gia nhập lĩnh vực đào tạo này cũng không lớn. Ví dụ như ông, tức là đầu tư cho nó không nhiều, nên là nhiều người có thể gia nhập cạnh tranh trong cái lĩnh vực này. Ví dụ như thế. Hay là một cái thách thức nữa là trong cái lĩnh vực đào tạo thì thông thường người ta bắt chước nhau, đúng không? Mà không phải trong lĩnh vực đào tạo đâu, giáo dục đâu, mà các lĩnh vực khác ấy, ông mà làm gì ra hay là người khác sao chép. Ai trong số anh chị cũng là tạo ra cái gì đấy đột phá một tí thì bị người khác sao chép này. Cũng bị sao chép thì bắt chước rồi, thì hãy comment nào. Ai cũng lo lắng với cái vấn đề đấy nào. Đã từng bị như tôi trước đây thì hãy comment nào. Đấy, đúng rồi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế nên là đấy nó chính là những cái thách thức lớn, đúng không? Đấy, thách thức đấy thì bạn liệt kê ra ba cái thách thức. Bạn hãy liệt kê ra ba cái thách thức. Rồi. Thế thì từ cái ba này này. Nhá, nhà mình hãy comment nào một lần nữa nhà mình hãy comment nào. 3S này, 3T này. Rồi 3O này, 3W này, nhà mình hãy comment liệt kê ra ba cái nhá, ba cái. Đấy, mình hãy liệt kê ra ba cái như vậy. Dựa vào 8P mình phải tìm ra, dựa vào cái công cụ 8P tôi vừa hướng dẫn thì mình hãy áp dụng SWOT để mình lựa chọn ra. Dựa vào 8P. Nếu ai đã học giải phóng lãnh đạo thì cho cả 5M và 8P và 5M. 5M ở đây là nguồn lực ấy, là về money này, về men này, về method này, rồi là material, rồi là machine này, tức là máy móc, công cụ, dụng cụ các thứ ấy. Thì mình có thể áp dụng cả 8P cộng 5M nhé, và đưa vào cái SWOT này để xem là mình mạnh cái gì, ba cái điểm mạnh của mình là gì, ba cái điểm yếu của mình là gì, ba cái cơ hội của mình là gì, ba cái thách thức của mình là gì. Rồi, nhà mình hãy comment đi. Đấy. Thế thì chúng ta đang nói về chiến lược cạnh tranh nhé. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta đưa vào đây, giả dụ nhà mình cứ thử đưa vào một cái P mạnh, bạn mạnh về đội ngũ này, hay bạn mạnh về quy trình này, hay bạn mạnh về quảng bá quảng cáo này, kênh truyền thông này, hay bạn mạnh về kênh phân phối này, hay bạn mạnh về tài chính này, 5M thì có tài chính đúng không? Thì bạn có thể, hay là bạn mạnh về về thấu hiểu thị trường hơn này, hay bạn mạnh về sản phẩm của bạn nó khác biệt, đúng không? Nó có trải nghiệm, có cái gì nó là công nghệ gì, nó có cái bước đột phá gì đấy. Ví dụ như vậy. Xong. Thế thì sau đó bạn làm gì? Khi bạn lựa chọn chiến lược cạnh tranh có nghĩa là bạn gì? Bạn nghiên cứu mình này, nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu chính phủ, nghiên cứu khách hàng, đúng không? Có mấy cái nghiên cứu như vậy thôi. Thì mình nghiên cứu xong đó mình đưa hết vào cái, dựa vào cái 8P này, mình so sánh với những cái công ty mà cùng ngành đồng hạng với mình, đúng không? Sau mình đưa ra trong cái ngách thị trường, cái phân khúc đấy mình đưa ra và mình đưa vào cái SWOT này, lựa chọn ra ba điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, cơ hội. Và sau này nó sẽ có rất nhiều cái nhóm chiến lược. Cái nhóm chiến lược đầu tiên ấy là tôi gọi là nhóm chiến lược SO, tức là nhà mình hãy comment để SO. Tức là chúng ta sẽ lựa chọn chiến lược cạnh tranh có nghĩa là gì? Chúng ta đưa vào chiến lược để xem là giai đoạn nào chúng ta, thì nó sẽ có cái nhóm chiến lược đầu tiên là SO. Nhà mình hãy comment đi, SO. Đấy, SO. Thì cái nhóm chiến lược là SO đấy. Nhà mình hãy comment đi. SO tức là mình sẽ, cái nhóm chiến lược, tôi gọi nó là cái chiến lược, nếu chúng ta, nó sẽ hình thành một cái nhóm chiến lược đầu tiên là SO, tức là chúng ta phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội. Nhà mình hãy comment đi. Phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội, tức là chúng ta dùng điểm mạnh của mình để tận dụng cơ hội. Đấy, ví dụ như là cơ hội thị trường đợt này nó đang có, thì chúng ta phát huy cái khả năng làm marketing để mình phù thị trường. Đấy, chẳng hạn như vậy. Hay chúng ta có về machine, về máy móc, công cụ, công nghệ tốt, chúng ta mạnh. Chúng ta có thể là phát nhờ cái công cụ đấy, chúng ta có thể là cộng thêm tài chính nữa. Ví dụ như có thể hai cái điểm mạnh để chiếm một cái cơ hội nào đấy, đúng không? Thì chúng ta gọi là SO, tức là những cái chiến lược là phát huy điểm mạnh để tận dụng, để tận dụng cơ hội, hay là để chiếm lĩnh thị trường. Đấy. Thì đấy là cái nhóm chiến lược đầu tiên. Thế thì ví dụ như thế thì quan trọng là cái S, bạn liệt kê được cái gì. Ví dụ như tôi cái thời điểm đấy tôi thấy là cái sản phẩm của mình là cái sản phẩm lần đầu tiên, nên là vì nó là sản phẩm lần đầu tiên nên là mình phải phát huy cái điểm mạnh của mình. Đó là mình làm gì? Đó là mình phải đẩy mạnh nó. Tôi hạ giá nó xuống và sau đó thì tôi phủ, tức là cái sản phẩm đầu tiên là giải pháp lãnh đạo để phủ thị trường. Đó. Để tận dụng những cái cơ hội mà chính phủ, cái xu hướng chủ doanh nghiệp làm doanh nghiệp. Và lúc đấy mình toàn bộ content mình viết theo hướng là khóa học này dành cho chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề. Đúng không? Mình làm cái chương trình. Tôi chỉ dành làm 3-4 cái chương trình, tôi chỉ tập trung vào chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, đi lên từ một cái chuyên môn nào đó. Để tận dụng cái việc là chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề nên làm doanh nghiệp không bài bản. Và tôi biến những cái sản phẩm của mình ấy, đấy, nó làm những cái rất là đơn giản, cầm tay chỉ việc. Đấy, đi theo cái chiến lược cầm tay chỉ việc để cho chủ doanh nghiệp nào người ta học người ta cũng có thể làm được. Để tận dụng cái cơ hội, đúng không? Tận dụng ở cái phần ô là những cái cơ hội là người khác dạy về hàn lâm ấy, thì mình dạy rất thực tế. Toàn bộ case study và khóa học của tôi an đi là toàn bộ những cái chương trình giải phóng lãnh đạo hay chương trình tự động hóa doanh nghiệp là để nói đâu có tài liệu biểu mẫu lên đấy. Nghiền thành bột thành cháo cho mọi người chỉ húp. Kiểu như thế thôi. Thế thì nó rất là đơn giản. Nó vừa thiết thực. Đấy, ai trong số anh chị đã từng học lớp giải phóng lãnh đạo rồi và lớp tại tự động hóa doanh nghiệp rồi mà thấy nó rất là thiết thực với mình thì hãy comment nào. Rồi, đấy. Thế thì đấy, ví dụ như thế, nhà mình tận dụng cái cơ hội mình là lần đầu tiên. Thì mình tận dụng cái cơ hội. Mình tận dụng cái sản phẩm của mình là lần đầu tiên nên là mình đi mình tận dụng cái cơ hội. Và mình làm tốt. Và sau đó thì khi mà cái sản phẩm đang ngôi sao, đang hot ấy, tức là cái P1
cái P2 nó đang hot thì lúc đấy tôi sẽ dùng, bắt đầu tôi tập trung vào vấn đề phát triển kênh phân phối để tôi tận dụng cái cơ hội thị trường. Đấy, ví dụ như vậy. Thì cái nhóm chiến lược này gọi là phát huy điểm mạnh nhá, phát huy điểm mạnh để mình là tận dụng cơ hội. Rồi. Cảm ơn nhà mình rất nhiều. Thế cái nhóm chiến lược thứ hai là nhóm gì? Nhà mình hãy comment đi, nhóm chiến lược thứ hai là nhóm gì? Nhóm chiến lược thứ hai thì tôi gọi nó là gọi là gì? Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội. Nhà mình hãy comment đi. Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội. Nhà mình hãy comment đi. Tức là cái nhóm là WO, cái nhóm chiến lược thứ hai đó là lắp WO, tức là cái WO đấy, tức là cái gọi là cái W là điểm yếu mà. Tận dụng cơ hội. Thế thì khi nào mình sử dụng cái nhóm chiến lược này, mình sẽ thấy là khi mình nghiên cứu thị trường thì mình thấy là mình có những cái điểm yếu. Nhưng mà đối thủ công ty cùng ngành họ cũng yếu. Đúng không? Tức là thậm chí là mình yếu nhưng mà họ cũng yếu. Tất cả những ông trên thị trường đều yếu. Thế là mình thấy là mình có thể giải quyết được vấn đề này. Nhiều người chưa giải quyết vấn đề này, chưa khắc phục cái điểm yếu này. Thế là mình cố gắng mình cải thiện cái điểm yếu đấy, khắc phục cái điểm yếu đấy để mình chớp cơ hội. Đấy. Ví dụ như cái thời điểm đấy là về mặt điểm yếu ở cái thời điểm đấy của PDC cũng là đội ngũ của PDC rất là trẻ. Nên là chúng tôi phải lúc ấy chúng phải tìm cách khắc phục cái điểm yếu đấy. Là tại vì đội ngũ của PDC là toàn các bạn tình nguyện viên, sinh viên thôi, yếu, không có khả năng bán hàng, chiêu sinh. Thì lúc ấy tôi phải khắc phục điểm yếu bằng cách là phải lựa chọn cái chiến lược là bán hàng hội thảo. Bán hàng hội thảo, tức là bán hàng hội thảo, bán hàng thông qua sự kiện, bán hàng trên bục giảng, trên sân khấu. Chứ mình không dùng đội ngũ để bán hàng. Đúng không? Tại vì lúc ấy mình không có đội ngũ hùng hậu, một đội ngũ sale khoảng mấy chục người hoặc là mấy trăm người để có thể đi telesale. Thì lúc ấy mình thắng bằng cái việc mình phủ thị trường bằng cách là mình sẽ tổ chức một cái chương trình phễu, một cái chương trình miễn phí, nó thấp thôi. Và giá nó rất là gọi là giá thấp thôi. Và sau đó thì mình tổ chức hội thảo, mình bán hàng và mình luyện tập cho bằng được cái khả năng bán hàng hội thảo. Và cuối cùng lúc ấy mình nhờ cái này đi mình phủ thị trường để mình tận dụng cái cơ hội. Đúng không? Tại vì lúc đấy thay vì là dạy một lớp 30 người, 50 người thì tại sao mình không dạy một lớp 300 người, 500 người? Đấy, thì lúc ấy tôi khắc phục cái điểm yếu. Đúng không? Khắc phục cái điểm yếu. Ví dụ như thế để tận dụng cái cơ hội. Đấy. Đấy, ví dụ như thế thì nhờ mình hãy comment đi. Cái nhóm chiến lược tiếp theo đó là khắc phục điểm yếu. Thế thì khi nào thì chúng ta sử dụng là SO và khi nào là WO? SO là tức là phát huy điểm mạnh, đúng không? Và đương nhiên là mình phát huy điểm mạnh thì mình phải tìm ra cái điểm mạnh của mình. Mình biến nó thành cái khác biệt, đúng không? Và sau đó thì lợi thế, và sau đó thì mình chiếm cơ hội dùng cái điểm mạnh của mình. Nhưng mà đôi khi cái điểm mạnh của mình thì cũng có thể dần dần người ta bắt chước, đúng không? Người ta sao chép giống như mình. Đấy. Đấy, nên là khi mà mình có điểm mạnh thì đương nhiên rồi mình dùng cái điểm mạnh mình phù thị trường. Nhưng mà nếu mình chưa tìm ra điểm mạnh mà mình nghiên cứu cái sản phẩm hay trong ngách của mình ấy, thấy là có một cái khâu nào đó mà mọi người làm đều yếu chẳng hạn. Ví dụ như là bạn nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ chẳng hạn. Bây giờ là mọi người đều yếu về quy trình. Tôi lấy ví dụ như trong lĩnh vực của mình nhé, là mọi người đều yếu quy trình. Đúng rồi. Cảm ơn Đức Nhã. WO là tức là khắc phục các điểm yếu để tận dụng các cái cơ hội bên ngoài. Tức là tôi lấy ví dụ như bây giờ trong cái ngành của các bạn thì thông thường ấy, chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề rất là nhiều. Thì họ đều yếu cái P nào trong quy trình, là cái P thứ mấy? Cái process, tức là cái P thứ 7. Thông thường mọi người đều yếu. Chưa biết cách đóng gói để làm chuyên nghiệp. Thế nếu mà bạn, công ty bạn không yếu về quy trình. Nhưng mà nếu đi bạn bỏ thời gian ra, bạn đi học PDC, bạn thuê các chuyên gia về xây dựng bộ quy trình chuẩn, thiết kế nó thành những cái bộ gọi là hành trình trải nghiệm tốt, tiêu chí, tiêu chuẩn, mọi thứ nó chuẩn, đóng gói được mô hình kinh doanh, thì lúc này bạn có thể tận dụng cơ hội. Trên thị trường mọi người đều làm theo bản năng, thì có nghĩa là bạn có thể bán nhượng quyền được, đúng không? Bán được cái mô hình kinh doanh của bạn cho những người khác, hoặc là ít nhất những người khác làm việc chưa có quy trình thì bạn có quy trình. Giống như anh PDC có những anh ấy làm về nhôm kính chẳng hạn, thằng mấy chục nghìn ông chưa có quy trình làm về nhôm kính, kiểu thợ cứ ra mà đi lên từ nghề, nghĩ đâu làm đấy, chất lượng nó không có đảm bảo và cũng không mở rộng được. Nhưng ông này ông đóng gói thành anh Khoa Đo chẳng hạn, anh đóng gói thành cái mô hình nhôm kính và anh mở nhượng quyền ra. Và anh ấy ở cái thị trường mà anh đặt cái trung tâm nhượng quyền là những ông khác rất khó cạnh tranh, tại vì anh phục vụ nó quá chuyên nghiệp. Hành trình trải nghiệm của khách hàng của anh thiết kế nó quá chuẩn, khách hàng wow. Và thậm chí sau này anh ấy cho đội ngũ của anh ấy nhượng quyền những mô hình kinh doanh để anh mở cái thương hiệu Ador ở những cái chi nhánh ở các tỉnh khác. Đội ngũ của anh ấy, anh cho đội ngũ anh khởi nghiệp luôn và anh bán nhượng quyền luôn. Đấy, ví dụ thế.
thì hay là trong lĩnh vực nha khoa, hay là các bạn trong lĩnh vực thời trang, hay trong lĩnh vực này lĩnh vực kia, thì đều có những cái điểm yếu mà ông nào cũng yếu, cả cái thị trường nó yếu. Nếu mà mình dồn lực vào mình khắc phục được nó thì tự nhiên nó điểm mạnh và mình sẽ tận dụng được những cái cơ hội ở bên ngoài đấy, những cái cơ hội ở bên ngoài đấy. Ai trong số anh chị hiểu những gì tôi đang nói thì hãy comment nào, hãy thả tim cho nhau cái nào, thả tim rồi. Nói từ nãy giờ không có anh chị hình dung được không nhá. Cái đấy là cái nhóm nhà mình, hãy comment đi. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm chiến lược, thả tim nhà mình, thả tim cái nào cho nó tung hoa lên nào. Rồi đấy thì điểm mạnh, đương nhiên mình có điểm mạnh thì mình phải tận dụng các cơ hội bên ngoài rồi, đúng không? Và mình phải phát huy nó, mình phải bồi đắp cho nó. Nhưng mà đôi khi cái điểm yếu ấy, ví dụ như điểm mạnh thì đã làm rồi, nhưng mà có những cái điểm mạnh mà cũng có xu hướng người ta bắt chước thì mình cũng phải chuẩn bị. Có những cái lúc mình nghiên cứu đối thủ, công ty cùng ngành, tất cả trong thị trường mọi người đều yếu một cái gì đó, đã điều thiếu một cái gì đó, và chúng ta củng cố nó và chúng ta chiếm lĩnh nó đấy, ví dụ như vậy. Rồi hay là ví dụ như có những cái cơ hội, những cái chiến lược khác, các cái chiến lược khác đấy, đó là ST, nhà mình hãy comment đi. ST tức là ST đấy là phát huy các cái điểm mạnh để hạn chế những cái thách thức từ bên ngoài đấy. Nhà mình hãy comment đi. ST là cái nhóm chiến lược thứ ba nhé, cái nhóm chiến lược thứ ba đó là ST, tức là phát huy tối đa những cái điểm mạnh, đúng không? Để hạn chế những cái thách thức. Nhà mình hãy comment đi. ST là gì? Là phát huy cái điểm mạnh để hạn chế cái gì? Cái thách thức. Đấy. Đây là những cái điểm. Thông thường ấy, cái chiến lược, cái nhóm chiến lược tấn công sẽ là SO. Tức là cái gọi là phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội. Đấy là dạng những cái nhóm chiến lược khi mình phát hiện ra cơ hội, mình dùng điểm mạnh để mình max, mình tấn công. Còn cái nhóm chiến lược mà dạng là khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội cũng là nhóm chiến lược dạng tấn công. Nhưng mà lúc này là cái chiến lược hơi phòng thủ rồi. Tức là mình vừa khắc phục điểm yếu của mình để đỡ bị tấn công, nhưng đồng thời mình cũng lại là tận dụng được cái cơ hội, đúng không? Bây giờ cái ST tức là phát huy cái điểm mạnh để hạn chế những cái thách thức. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì lúc đấy ví dụ như tôi PC cách đây khoảng 6 năm chẳng hạn nhé, thì lúc đấy mình là cái lúc đấy có một cái thách thức là, ví dụ như là cái lúc đấy cái thách thức khi tôi nghiên cứu là người ta thấy là cái mô hình đào tạo mà vài chục người, vài trăm người mà cứ đứng lên nhảy nhót các thứ là để nó thay đổi trạng thái các thứ ấy, đào tạo gia tốc ấy, thì người ta thấy là ở đây ông này chắc là nhố nhăng, đội này lại đa cấp này nọ. Đấy, ví dụ như thế là nó là một cái thách thức rất lớn, và nó cũng là thách thức cho toàn cái ngành đào tạo. Đấy, thế thì ví dụ như thế, thế thì lúc đấy mình phải làm như nào? Mình phải phát huy cái điểm mạnh của mình là mình đào tạo cho CEO, thì mình phải truyền thông toàn bộ là tôi là đào tạo cho CEO, mở miệng ra là đào tạo cho CEO. Tất cả các content truyền thông sau này mình phải nói với đội ngũ là gì? Mình hạn chế là thậm chí là những cái content nội quy các thứ của mình phải truyền thông là PDC là đào tạo cho CEO, là chủ doanh nghiệp, CEO, chủ doanh nghiệp. Và toàn bộ cái thông điệp bài viết là mình hạn chế sử dụng những cái ngôn từ kiểu của cái đội quán triệt marketing, là các bạn content là không được sử dụng những ngôn từ kiểu cái đội đa cấp hay làm. Đúng không? Mình phải cái gì CEO hoặc là vấn đề nhân sự, vấn đề này, vấn đề kia, mình phải nói bằng những ngôn vấn đề của chủ ngôn ngữ của chủ doanh nghiệp chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình thậm chí có những email trước khi đến lớp mình phải gặt, mình gửi cho các học viên trước khi đến lớp là ở đây là thứ nhất là tuyệt đối không được bán hàng đa cấp, mời chào bán hàng đa cấp, vân vân. Tức là mình đưa ra những cảnh báo như vậy thì tự nhiên là mình hạn chế được cái thách thức đấy, đúng không? Cái thách thức đấy. Và mình làm một cái chiến dịch, gọi là một cái chiến dịch content, chiến dịch truyền thông về cái việc PDC là ai. Trong khi đó những người khác chưa làm thì mình dùng cái việc là mình dùng cái điểm mạnh của mình là khả năng content, khả năng truyền thông. Mình và cái đối tượng khách hàng mình tập trung và bắt đầu mình truyền thông mạnh mẽ ra là PDC là ai? PDC là tổ chức đào tạo tư vấn dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ vừa đi lên từ nghề bằng phương pháp cầm tay chỉ việc vân vân, giúp tự động hóa doanh nghiệp này nọ. Tức là chúng tôi viết ra một cái câu tuyên ngôn định vị PDC là ai và truyền thông rộng rãi. Và cứ những cái từ khóa chính, những cái từ khóa nào không cần thiết là loại bỏ đi. Đấy thì gọi là ST. Hoặc là lúc đó tôi tận dụng một cái thách thức là những người khác sao chép, đúng không? Những người khác bắt chước. Đấy, thì lúc đấy tôi dùng một cái điểm mạnh của tôi là
Tại vì mình là mô hình là cái sản phẩm ấy. Tại vì cái sản phẩm của cái thời điểm đó của tôi là tôi cấu trúc thành các cái sản phẩm theo hình phễu. Tức là cái sản phẩm đầu tiên là khóa học giải phóng lãnh đạo, sau đó là đến cái khóa học tự động, khóa học các cái khóa học sau, các cái chương trình đào tạo sau. Thế thì lúc đấy tôi có một cái điểm mạnh, đó là tôi, tại vì tôi biết được cái mô hình của mình đi như nào, nên là cái sản phẩm đầu tiên ấy tôi hạ giá rất là, cái giá sản phẩm mà gọi là cho đi cái sản phẩm làm marketing ấy, đó là cái lớp giải phóng lãnh đạo. Cái lớp đấy là lớp cho đi thôi, giúp làm thổi bùng cái làn sóng làm cộng đồng, làm gọi là thổi bùng cái làn sóng làm doanh nghiệp bài bản. Tôi đặt cho nó cái sứ mệnh là như vậy. Lúc đó tôi xác định lên như vậy và bán cái vé giải phóng lãnh đạo, cái khóa học rất là wow nhá. Cái khóa học giá 2 ngày cái thời điểm đấy rất là nhiều giá trị. Nhận và đến đấy nhận được hàng chục hàng trăm giá trị, nhưng mà chúng tôi thu chỉ có 500.000. Và lúc ấy tôi chọn cái giá nó là một cái giá rất là thấp. Để làm gì? Để nó hạn chế cái thách thức của đối thủ cạnh tranh. Lúc ấy trên thị trường có nhiều công ty tư vấn, nhiều công ty coaching, nhiều đơn vị về thương hiệu, về giáo dục, làm về những cái lĩnh vực khác. Lúc ấy chúng tôi hạ giá một cái khóa học mà ông khác đang thu hàng trăm triệu, hàng một cái khóa học về hàng một cái khóa tư vấn hay là coaching gì đấy hàng trăm triệu hoặc mấy trăm triệu, mà PC bỏ ra có 900.000, 500.000 cái thời điểm đầu tiên, 500.000 sau này tăng lên 900.000, mà nhận được rất nhiều giá trị. Và nhiều người ta đến học PC, người ta bảo ôi thôi đi học PC mà có bỏ ra có 2 ngày có 900.000 thôi, bằng bỏ ra bao nhiêu tiền đi ở học những chỗ khác hoặc là tư vấn hoặc là thế này thế kia. Thế là tự nhiên lúc ấy mình hạn chế được cái thách thức, những cái ông mà muốn bắt chước mình không bắt chước được. Tại vì cái lúc đấy cái mức của lớp giải phóng đạo tôi làm nó đóng gói rất là wow và giá nó rất là thấp. Và mọi người không biết là lúc ấy cái giá của nó chỉ là giá vốn, thậm chí còn thấp hơn cả giá vốn nữa. Nhưng mà tại vì cái mô hình mình thiết kế là nó lại còn có những cái sản phẩm bổ trợ đi kèm đằng sau nó nữa. Thế nên là mọi người không biết, thế là cuối cùng cứ nghĩ ra để cách cái chương trình để cạnh tranh với nó. Nhưng mà cuối cùng sau này, tại vì có biết đâu đang cạnh tranh với mô hình kinh doanh của PDC chứ không phải cạnh tranh bởi cái sản phẩm dịch vụ đấy. Đấy, cạnh tranh bằng mô hình kinh doanh chứ không phải cái sản phẩm dịch vụ đấy. Thế nên là người ta bị toi. Một vài ông bắt chiếc một vài tháng là cứ thấy cái khóa học của PDC cứ 2 tuần một lớp 300-500 người toàn doanh nhân đến. Thế là cuối cùng người ta bắt chiếc, sau cuối cùng thì bị ra đi hết. Bây giờ rời khỏi thị trường hết rồi. Đấy là hạn chế những cái thách thức bắt chiếc mà, bắt chiếc. Đấy, ví dụ thế. Đấy, hoặc là chúng tôi cũng có những cái phát huy những cái điểm mạnh. Ví dụ như về quy trình thì tôi làm cho cái, ví dụ như cái điểm mạnh của PC là quy trình nhá, thì tôi làm cho cái quy trình đến mức độ thượng thừa đi. Tức là tôi làm cái quy trình nó đến mức độ tốt, đến cái mức mà nó gọi là không ai bắt chiếc được. Mà muốn bắt chiếc được thì phải rất là lâu. Ví dụ như tôi tập trung vào cái điểm mạnh, tại vì tôi xác định nó là một cái USP mà, gọi là một cái Unique Selling Point, tức là một cái lợi thế cạnh tranh độc nhất, duy nhất và khác biệt. Thế là tôi làm cái quy trình là rất là làm việc gì cũng có quy trình. Đến lớp đứng lên chào cũng có quy trình, chạy mic có quy trình, high five có quy trình, check in có quy trình, làm gì cũng có quy trình. Mọi người đến PC cảm thấy là đơn vị này là làm việc gì cũng có quy trình, rất chuyên nghiệp. Thậm chí là một tôi đào tạo cho đội ngũ là từ đội ngũ cấp quản lý có thể đào tạo tư vấn về quy trình. Đấy. Tức là tôi xây dựng cái năng lực xây dựng quy trình, tư vấn quy trình, nó trở thành một cái điểm mạnh, mạnh, vượt bậc luôn. Để những cái ông khác, ông ấy bị có tham gia vào lĩnh vực này, người ta muốn đóng gói được như vậy cũng rất là lâu. Và tôi thường xuyên tổ trong nội bộ tôi đào tạo về quy trình. Tức là dùng cái quy trình để hạn chế những cái thách thức, đúng không? Và tạo ra cái trong cái sản phẩm của PDC là nó khác biệt, là rất chuyên nghiệp, làm việc gì có quy trình. Nếu ai đã từng học PDC rồi sẽ cảm nhận được cái điều này. Cảm nhận được, tức là lúc đấy tôi dùng cái điểm mạnh là quy trình, là hệ thống để tôi có thể hạn chế những cái thách thức, đúng không? Hai thách thức là về sao chép, về người ta bắt chiếc hoặc là như này như kia, thì tại vì tôi phát triển nó quá mạnh lên rồi. Thế nên là sau này thì người ta có bắt chiếc thì người ta cũng chỉ nhái theo thôi, thì nó không được như vậy. Và những người mà đã thế, mình lại dùng cái thế mạnh trước đây là về khả năng truyền thông quảng bá, mình đã phủ kín hết thị trường rồi. Thế nên người ta biết là PC là mạnh nhất về hệ thống, về quy trình, về tự động hóa doanh nghiệp. Nên là nếu các bạn sẽ thấy là nếu người nào có cái thông điệp tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy là ông này nhái của PDC, thậm chí các bạn tẩy chay ngay, đúng không? Các bạn, nhiều người nhắn tin cho tôi, thầy ơi có ông này bắt chiếc khóa học của thầy này, khai phóng lãnh đạo này, chìa khóa lãnh đạo này, đủ thứ, đúng không? Thế là cuối cùng là đấy, kiểu như thế. Rồi. Đấy. Úi dồi, nhanh quá nhỉ. Tôi vừa chia sẻ với anh chị một tí thì đã đến 9 giờ rồi. Mỗi hôm tôi hẹn là chỉ live stream đến khoảng 9 giờ thôi. Trời ơi, hết mất giờ rồi. Nhà mình thấy hay không? Chủ đề này nhà mình thích không? 8P marketing nhá. Tôi cũng chưa kịp nói 8P là cái gì nữa. 8P chi tiết cái checklist của 8P marketing như nào.
cách đóng gói sản phẩm như nào, cách nghiên cứu thị trường như nào để thấu hiểu được cái vấn đề cái P1 này, rồi cách định giá như nào, rồi lại còn cái cách thiết kế kênh phân phối như nào, rồi cái cách định giá sản phẩm để khác biệt như nào, rồi cho đến cái yếu tố quy trình con người thì làm gì với con người, quy trình để nó tạo ra khác biệt hóa. Đúng rồi. Đấy, chưa kịp nói. Thì đấy, thôi hôm nay thì chắc là sẽ dừng lại ở cái khâu là chúng ta sẽ biết đến cái công cụ 8P. Và sau đó thì chúng ta đưa vào squad. Hôm nay tôi sẽ đã nói với các bạn ba nhóm chiến lược rồi, đúng không? SO này, SW này và ST, đúng không? Thôi chắc là để dịp khác nhỉ. Ai trong số anh chị thích cái điều này thì nhà mình hãy like share về nhé. Tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn chủ nhật tuần sau. Trong cái chuỗi video tới đây này thì tôi sẽ tập trung vào các cái công cụ quản trị. Ví dụ như là 8P này, Squad này, MVGSM này, BCG này, BSC này, tất là những cái công cụ về quản trị, nó gọi là nền tảng, cái gọi là cái nền tảng của quản trị. Nên là nếu ai mà chưa biết gì về quản trị tham gia cái chuỗi live stream trong thời gian tới nhé, ai chưa đi lên từ nghề, chưa biết gì về kinh doanh, chỉ về chiến lược, về cạnh tranh hay về marketing, thì đây là cái lộ trình các bạn nên theo dõi. Nên là các bạn hãy hẹn giờ lúc 8 giờ nhé. 8 giờ thì cứ khoảng 8 giờ tôi lên sẽ chia sẻ với các bạn khoảng 1 tiếng về những công cụ quản trị. Hy vọng hôm nay các bạn đã hiểu cái công cụ 8P marketing và cái công cụ SWOT. Và tất nhiên thì để thực hiện hết các bước thì nó có 14 bước để từ 8P về từ 5M triển khai thành các cái nhóm chiến lược và phân bổ nó vào trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái gì. Thì hôm nay hết thời gian rồi, tôi xin phép dừng ở đây. Tôi sẽ chia sẻ cái chủ đề này vào buổi sau. Ok, chủ nhật tuần tới tôi sẽ chia sẻ với chị các nhóm chiến lược tiếp theo và chúng ta sẽ phân bổ nó như nào, lựa chọn nó như nào và 8P chúng ta cần phải làm những cái gì chi tiết. Rồi, đúng rồi. Nhà mình có thể đọc chi tiết ở trong cái cuốn sách tự động hóa bứt phá này nhé. Tôi cũng có tự động hóa tập 2 này, tôi cũng có viết rất là chi tiết ở trong này. 8P nó gồm những P gì, rồi cái cách thiết kế sản phẩm, vòng tròn vàng sản phẩm, cách định giá như nào trong này thì tôi cũng có ghi rất là rõ đấy. Tiêu chí nghiên cứu thị trường như nào trong này rất là rõ, thì sau này nếu ai mà chưa mua thì mua, còn ai chưa ai đã mua rồi thì đọc nhé. Ok. Thì đọc nhé. Chúc nhà mình cuối tuần thật là vui vẻ, ý nghĩa. Hôm nay lên nhớ anh chị lên giao lưu. Chúc nhà mình là bình an, mạnh khỏe, vượt qua mọi cái thử thách đang trước mặt và đang chúng ta, nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Đó là COVID-19. Chúng ta sẽ bình an, mạnh mẽ và tập trung vào phát triển năng lực. Và trong cái chuỗi video tới là nói rất nhiều về cái công cụ quản trị, nên chị hãy hẹn chuông, hẹn giờ báo thức lúc 8, từ 8 giờ đến 9 giờ hàng tuần nhé. Rồi. Bây giờ một lần nữa thì nhà mình có câu hỏi gì nhà mình hãy đặt ở dưới cái live stream này nhé. Rồi, ai trong số các bạn là thấy là ai trong số các bạn thấy là cái buổi tối hôm nay giá trị thì hãy comment nào, chữ giá trị nào. Và comment số 9 nào, comment số 9 nào. Comment số 9 nào. Và kèm theo trời lời kèm theo chữ giá trị nào. Rồi, ok, nhà mình hãy like, hãy share nhé về video hoặc là về tường của mình hoặc là vào group nào hoặc là gửi SMS cũng được cho bạn của mình để chúng ta cùng xem lại cái video này. Tôi hy vọng là trong một chuỗi các video khoảng 12 tuần tiếp theo là tôi sẽ chia sẻ về những công cụ quản trị. Chúng ta sẽ có một cái nền tảng về quản trị để chúng ta có thể bứt phá. Ok, để hoạch định những cái chiến lược trong quản trị kinh doanh. Ok, rồi một lần nữa chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.